Làm thiện mới ngăn ác, cái nào dễ? Làm thiện dễ hơn. Nên các bạn mới thấy cái chữ anh hùng. Tại sao quốc gia nó phong anh hùng chứ nó không phong anh đức? Anh hùng, chữ hùng thuộc về cột nghị lực, còn chữ đức thuộc về cột đạo đức. Trí tuệ nó gồm hai phần: chánh kiến và chánh tư duy. Đạo đức màu đỏ này nó gồm 3 phần: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nghị lực nó màu đen này, màu sẫm này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nha, nó chia thành 3 cụ. Giới định tuệ là 3 gốc để giải quyết vấn đề. Thì khi 3 gốc này được trẻ thành 8 yếu tố thì nó gọi là bát chánh đạo. Các bạn có thể dịch là bát chánh đạo là ngôn ngữ của Phật giáo. Các bạn dùng ngôn ngữ của đời sống này, 8 chìa khóa trong đời sống, 8 chìa khóa để mở mọi cánh cửa trong đời sống. Gọi là gì? 8 cách để đạt được thành công và hạnh phúc, được không? 8 chìa khóa để đạt được thành công và hạnh phúc đều được nha. 8 phương pháp cũng được. Đầu tiên là chúng ta nhìn vào chánh kiến, nằm cột trí tuệ nằm đây. Chánh kiến nó gồm 3 cái chi phần, mà chúng ta học có một chi phần thôi. Ngày hôm nay chúng ta học chi phần thứ hai là tứ diệu đế, còn vô thường, khổ và vô ngã chúng ta không học. Chánh kiến nó gồm 3 chi phần, người nào biết được 3 chi phần này cho nó chắc thì gọi là người có chánh kiến. Chi phần đầu tiên là hiểu rõ tiến trình nhân quả, hiểu rõ luật nhân quả. Cái thứ hai là hiểu rõ tứ diệu đế. Và cái thứ ba là hiểu rõ tam pháp ấn. Tam pháp ấn tức là vô thường, khổ và vô ngã. Ai nắm được 3 yếu tố này thì được định nghĩa là người nắm được chánh kiến. Mà 3 vấn đề này nó quá lớn. Luân, luật nhân quả nó bao trùm cả cái vũ trụ. Tứ nó co lại thành 2 cái cặp nhân quả thì nó gọi là tứ diệu đế. 4 cái sự thật trong cái vũ trụ này. Như vậy bản chất tứ diệu đế hay luật nhân quả nó chỉ là cái cách để nó miêu tả cái vũ trụ này nó vận hành thôi. Thì khi vũ trụ này vận hành mình hiểu nó rồi thì mình mới dùng tứ diệu đế để mình nắm được nguyên nhân và mình nắm được giải pháp để từ đó mình thoát ra khỏi nó. Vậy chỉ cần bấy nhiêu thôi là các bạn đã thấy chánh kiến nó mang lại bao nhiêu lợi ích cho mình. Còn từ khi mà chúng ta tu tập để chúng ta bớt dần tham sân si, chạm dần được đến chân lý, giới định tuệ nó sâu dày dần, để đến một ngày đẹp trời chúng ta nhận ra tam pháp ấn, tự nhận ra không phải do học mà được nha, tự nhận ra. Thì bây giờ mình không nói đến điều đó vội nha. Cái ngày mà chúng ta chạm đích đến mình không nói, mình nói trên đường đi trước. Vậy trên đường đi chúng ta học tứ diệu đế, chúng ta học được, nó là 4 sự thật, có vấn đề, có nguyên nhân của vấn đề, có giải pháp và có định đến. Chúng ta hiểu về luật nhân quả chúng ta học được, có nhân có duyên phải có quả chúng ta học được. Nhờ vào 2 yếu tố đó mà các bạn hiểu được từng vấn đề nó sâu sắc hơn. Khi chúng ta hiểu đúng vấn đề rồi thì từ đó cái cách nhìn cuộc đời của chúng ta cũng khác, quan điểm sống cũng khác, tầm nhìn cũng khác, mà giá trị niềm tin nó cũng khác. Có phải rất nhiều bạn học xong lớp chánh kiến 1 là cái giá trị niềm tin của mình nó thay đổi đúng không? Thì đấy, thì cái đó là do chánh kiến nó mang lại đấy, mình nhận ra. Có rất nhiều người đắc đạo nhờ chánh kiến nha các anh chị. Chánh kiến của họ đã mạnh sẵn rồi. Mà thường những yếu tố này này nó cũng mạnh sẵn rồi. 7 cái yếu tố còn lại nó cũng mạnh rồi. Và lúc này có một người kích vào một cái và nó bung ra. Loại này hiếm, căn cơ phải dày, nghiệp lành nó dày lắm rồi. Còn chúng ta nghiệp lành thì ít, nghiệp dữ thì nhiều. Cái mảng thứ hai là chánh tư duy. Khi chúng ta đã có cái sự hiểu biết quan điểm, thấu được nhân quả, nhờ chúng ta nhìn nhận dưới góc nhìn của tứ diệu đế, biết nguyên nhân, biết kết quả, biết giải pháp, thì cái thằng này nó tiếp tục, nó tư duy tiếp,
để nó mang vào đời sống, nó điều chỉnh tâm thức nó. Biết là tham sân si là không tốt, thì thằng này nó tiếp tục nó suy nghĩ cách gì để bớt tham trong tình huống này bây giờ, cách gì để thoát khỏi cái tình huống tham lam này bây giờ. Ví dụ các bạn lọt vào trong một cái môi trường 10 người thì cả 10 người đều tham nhũng, thì khi các bạn bước vào trong môi trường đó làm 2 năm là các bạn dứt khoát tham nhũng, còn không nó sẽ đuổi mình đi. Vậy lúc này tránh tư duy nó hoạt động, giải pháp của mình có hướng thiện không, bắt đầu nghĩ mình nên ở đây hay không. Nếu ở đây cách nào để mình không tham nhũng, nếu ở đây cách nào để thay đổi được những người còn lại, còn nếu không nó sẽ tác động ngược lại mình. Đó. Vậy là các bạn suy nghĩ thật kỹ, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cố gắng thay đổi một vài người, không thay đổi được, các bạn nộp đơn nghỉ việc. Nộp đơn nghỉ việc có phải là một giải pháp không? Sống với môi trường nào có nhiều giới định tuệ hơn, tránh tư duy nhé. Nên các bạn suy nghĩ nhiều thì tốt, nhưng với điều kiện suy nghĩ nhiều trên nền của tránh tư duy. Ông chồng các bạn về muộn, các bạn suy nghĩ cái gì? Có tránh tư duy không hay tả tư duy? Lấy nhau về được 1-2 năm rồi ông chồng đi làm về muộn, hẹn ổng 5 rưỡi về mà ổng cứ 6 rưỡi 7 giờ mới về, mình về mình cằn nhằn, thì cái đó là tránh tư duy hay tả tư duy? Đầu tiên là trong đầu mình suy luận lung tung, mình gán ghép lung tung. Tả tư duy thì nó trổ ra miệng, nó thành tả ngữ. Tránh ngữ là lời nói thôi, một cái lời nói đúng đắn nên gọi là tránh ngữ. Vậy do đầu mình suy nghĩ sai nên lời nói mình nói bậy. Vậy cái văn hóa chửi thề ở Việt Nam là tránh ngữ hay tả ngữ? Tránh hay tả? Văn hóa chửi thề ấy, đi đâu cũng chửi thề ấy, đi đâu cũng đệm một câu để ra oai ấy, thì cái đó nó là tả ngữ. Tả ngữ đó họ đến từ tà tư duy. Họ tư duy hướng đến những cái điều xấu ác nhiều hơn, hướng đến những điều bậy bạ nhiều hơn. Tại sao họ tư duy hướng đến những điều bậy bạ? Vì quan điểm sống của họ coi là hay, coi chửi thề là hay, coi phong bì là hay. Thằng nào không biết cà phê thuốc lá, thằng nào không biết chửi thề, thằng nào không biết nhậu nhẹt là thằng nó dở. Do cái quan điểm của họ, cách nhìn của họ bị sai, nên nó nắn thành tư duy sai. Tư duy sai thì thành ra là lời nói nó sai, ngôn từ phát ngôn lung tung cả. Ở Việt Nam mình vô địch ở trên Facebook về comment bậy bạ. Facebook có thống kê Việt Nam là một trong 10 nước comment bậy bạ nhất trên Facebook. Chửi rủa, chia phe, chia cánh ngay trên Facebook. Đó. Cố gắng cái nghề nghiệp của mình nó chân chính, mình cố gắng mình giữ. Giữ một thời gian thì toàn bộ những cái đạo đức của mình nó thành hình, nó rõ nét dần, rõ nét dần. Mà người sống có đạo đức thì bất an hay bình an? Sống mình nó thuận lợi chưa hay nó quá nhiều khó khăn? Có chánh nghiệp và có chánh mạng là cuộc sống nó thuận lợi này. Thuận lợi rồi mình mới đi tu được chứ, thiền 7 ngày thì không đi được đâu. Nên phải có chánh nghiệp và có chánh mạng, phải có những hành vi đúng hướng thiện để tạo phước cho cuộc đời của mình. Đi bố thí nằm đây này, giúp đỡ mọi người nằm đây này. Nghề nghiệp nó cũng phải thế. Các bạn làm nghề giết mổ là đi tà mạng này, buôn thuốc lá, dù thuốc lá được nhà nước cho phép buôn, buôn bia rượu, kinh doanh bia rượu, tham nhũng hối lộ, chèn ép người khác để giành hợp đồng về cho mình, tất cả những cái dạng như vậy ấy, là nó nghiêng về tà mạng. Hay như chúng ta để ý này, giáo viên đứng lớp dạy nhưng lại ép học sinh đi học thêm là tránh mạng hay tà mạng? Nghề lúc này nó còn chân chính không? Không, bây giờ. Và cái ngôn từ mà mình ép nó đi học thêm còn tránh ngữ không? Hay lúc này nó biến thành tả ngữ? Mình gài đó, mình nói nha, thôi em học là liệu hồn nha, kỳ này mà đứa nào mà học sinh tiên tiến trở xuống là tôi đuổi ra khỏi lớp, chuyển lớp khác, không được học lớp này nữa. Bắt đầu tả ngữ xuất hiện, nó 5 điểm thì thôi chứ. Để ép nó phải từ tiên đến trở lên, nó phải đi học thêm. Đó. Rồi, tại sao chúng ta lại ép nó đi học thêm? Vì tư duy của chúng ta tà tư duy. Thay vì nghĩ đến dạy làm sao cho nó hay,
thì mình lại nghĩ đến cách nào để lùa tụi nó đi học thêm tả tư duy. Tại sao chúng ta có tả tư duy? Vì chúng ta sống với tả kiến. Quan điểm sống của một nghề giáo là cho đi, là kỹ sư tâm hồn, hay nghề giáo là người kiếm tiền thông qua dạy học. Hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Một cái quan điểm là nghề giáo thì phải thử hồn nhân cách là một quan điểm. Một quan điểm là nghề giáo tao dạy cho nó hay thì tao lùa nó đến lớp học thêm là đủ rồi, còn đến lớp tao dạy dở cũng được. Hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Vì hai cái sự hiểu này khác nhau này, hai cái thấy này khác nhau này, nên sinh ra tà tư duy ở đây, sinh ra tà ngữ và sinh ra tà mạng, nghề nghiệp bắt đầu sai chật chật. Và theo các bạn, một cái người giáo viên mà ép học sinh đi học thêm kiểu như vậy thì họ có nhiều hành vi giúp mọi người không, hay họ ít giúp? Đến học sinh của họ, họ còn không giúp thì họ giúp ai? Nên nó đi sai hết một dãy này. Nên cái nghề giáo viên là cái nghề dễ tạo phước nhất, dễ đúng chánh kiến, dễ đúng chánh tư duy, đúng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nhất. Thì chúng ta bẻ một cái nó đi sai hết luôn. Nên sang năm mới chúng tôi đang thảo luận với nhau để tăng cái số lượng giáo viên đến lớp, bằng cách tất cả những giáo viên vùng sâu vùng xa đến lớp đều được miễn phí và được cấp tiền đi lại. Đến đây học 2 ngày được ăn ở miễn phí này, học miễn phí này, tiền đi lại được chúng tôi đi xin tiền cho họ đi lại miễn phí luôn. Ví dụ họ đi lại mất 1 triệu, chúng tôi cấp 1 triệu cho họ. Và khi họ đi về, họ lại mang thêm 200 quyển sách về vùng sâu vùng xa cho các con đọc. Nha, thì đây là một cái chương trình mà hiện giờ ở ngoài Bắc có 2 bạn đang lead cái dự án này. Một bạn là bạn Thảo bên Lang Master, trung tâm Anh ngữ Lang Master đó. Và một bạn là bạn Minh bên GDT là Marketing Tử Tế. Lên Facebook mà search Marketing Tử Tế, Enter là nó này. Marketing mà tử tế chứ không chơi ma quái trong đấy. Thì hai bạn đó là đang triển khai cái dự án này. Các bạn còn trẻ là tôi đánh giá là tương đối tốt. Đối tượng là giáo viên vùng sâu vùng xa này. Đối tượng thứ hai là giáo viên ở những cái thành phố thuận lợi như Sài Gòn, Hà Nội hay Đà Nẵng. Thì họ đến đây học thì phân ra giáo viên những cái môn xã hội là sẽ được học miễn phí. Chúng tôi đang dự kiến như vậy. Giáo viên còn lại sẽ được giảm nửa phí. Ví dụ giáo viên văn, sử, địa, giáo dục công dân, sinh vật á, là những giáo viên nó sẽ được miễn phí. Toán, lý, hóa, khoa học thì đó, thì sẽ được giảm nửa. Hiệu trưởng, hiệu phó được miễn phí toàn bộ, chúng tôi đang dự kiến như vậy. Phóng viên và các ban biên tập ở trong các tòa soạn báo, đài truyền hình là được miễn phí toàn bộ. Vì các bạn biết cái người làm nghề giáo là họ, nó nằm ở đây này đúng không? Họ dùng cái miệng để họ truyền đạt cho 50 học sinh mỗi ngày. Gì nữa? Sau đó họ còn đi dạy thêm 3-4 lớp nữa đúng không? Họ chủ nhiệm lớp của họ nhưng họ còn đi dạy 3-4 lớp nữa mà. Như vậy mỗi một năm họ ảnh hưởng ít nhất là 200 học sinh. 10 năm có phải ra 2.000 lớp. 30 năm trong nghề của họ, họ ảnh hưởng cả chục nghìn học sinh. Nhờ cái chánh ngữ này. Vậy nếu mà chúng ta thay đổi được quan điểm sống của họ nhờ chánh kiến, họ nhìn nhận lại cuộc đời của họ, họ điều chỉnh cái góc nhìn của họ, thì từ đó toàn bộ cái dãy này về sau nó đúng lại rồi. Phóng viên cũng thế. Phóng viên bây giờ là viết bài là câu like, câu view thôi, giật ít thôi. Chứ họ không ý thức là người đọc bị ảnh hưởng cái điều gì từ bài mình viết. Người đọc tốt đẹp lên hay người đọc xấu xa đi họ không biết. Thì phóng viên cũng thế, mình bổ sung cho họ để họ điều chỉnh toàn bộ cái dãy này, điều chỉnh lại. Phóng viên có phải làm cái nghề liên quan đến chính ngữ không? Lời nói của họ được viết thành một video clip hoặc một bài báo. Vậy nếu cái video hoặc cái bài báo đó trên nền tảng của chánh kiến và chánh tư duy thì mặc nhiên nó là chánh ngữ. Còn trên nền tảng của tà kiến và tà tư duy, mặc nhiên nó là lời nói bậy bạ, làm cho người ta đọc xong người ta xấu tính đi. Hướng dẫn viên du lịch. Các bạn đi trên những chuyến xe đi đường dài, thế cậu hướng dẫn viên du lịch chứ.
cậu cầm mic cậu làm trò cho chúng ta trên xe, chơi game rồi kể chuyện cười. Cái câu chuyện cười của các hướng dẫn viên hầu hết là tránh ngữ hay tả ngữ, hầu hết là chuyện bậy đúng không? Chuyện cười chuyện bậy không à? Nên nó là tả ngữ. Tại sao họ kể tả ngữ? Vì họ có tả kiến. Quan điểm của họ câu chuyện cười vui là được, còn nó bậy bạ tí kệ. Thế là quan điểm sống nó bị sai, cái hiểu của họ, cái thấy của họ nó bị sai. Giáo viên với phóng viên tôi đánh giá là hai cái nghề mà tạo phước dễ nhất thời nay. Tạo phước dễ hơn cả bác sĩ nữa. Bác sĩ một ngày cứu được 5 người là siêu lắm rồi. Nhưng mà giáo viên với cả phóng viên nó tác động đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu người. Rồi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nghề nghiệp ổn định này, lời nói đúng đắn này, hành vi giúp đỡ mọi người này, nghề nghiệp đúng đắn hướng thiện này, ổn định thì có lương này. Khi chúng ta đã ổn định rồi, tư duy cũng tương đối chỉnh chu rồi, bắt đầu bước vào con đường tu tập điều chỉnh. Nghị lực phải xuất hiện ở đây, vì trước khi sửa tâm mình, chiến thắng nghìn quân địch không bằng chiến thắng chính mình. Nên ý chí nghị lực khi bước vào cuộc chiến đấu với chính mình là khó nhất. Nên Đức Phật để chánh tinh tấn nằm trước chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn có đủ nỗ lực chưa, đủ ý chí chưa, đủ bền bỉ chưa, lên dây cót tinh thần lên nằm đây. Ngăn ác làm thiện, nỗ lực bền bỉ liên tục ngăn ác làm. Trong chánh tinh tấn thì nó có một cái mảng định nghĩa là tứ chính cần, tức là bản chất nó chỉ là ngăn ác làm thiện thôi. Thì theo các bạn, giữa ngăn ác và làm thiện thì cái nào dễ hơn? Làm thiện với ngăn ác cái nào dễ? Làm thiện dễ hơn. Nên các bạn mới thấy cái chữ anh hùng. Tại sao quốc gia nó phong anh hùng chứ nó không phong anh đức? Anh hùng, chữ hùng thuộc về cột nghị lực, còn chữ đức thuộc về cột đạo đức. Ngăn ác khó gấp 5 đến gấp 10 lần làm thiện. Các bạn thấy một người bị ăn cắp, các bạn móc ra cho họ 500.000 dễ không? Nhưng lúc cái thằng ăn cắp nó móc túi, các bạn có dám nhảy ra bắt thằng ăn cắp không? Khó hơn không? Khó hơn gấp 10 lần. Vì nó biết nó còn đánh mình. Thấy nó thò tay nó rút, mình khoát nó, là lát nữa nó xuống xe nó chặn đường nó đánh mình. Còn đợi nó rút người kia mất cái ví rồi, lát thương nó cho mày 500.000 về dễ hơn nhiều. Nên trong chánh tinh tấn này này, thằng ngăn ác khó hơn thằng làm thiện. Nên trong ba gốc và trong ba độc thì ngăn ba độc khó hơn là ba gốc. Ví dụ lòng tham nổi lên, các bạn ngăn được lòng tham khó hơn nhiều so với là một hành vi tốt, một hành vi đạo đức. Nhưng không dễ đâu nha, khó lắm. Ngăn ác làm thiện, lưu ý chỗ này. Nên các bạn thấy người nào ngăn ác phải động viên, phải đứng về phía họ. Nếu mà các bạn không ngăn ác là xã hội nó cứ xấu dần đi. Thế giới này vẫn còn đầy người làm thiện, nhưng những người ngăn ác nó cứ mất dần đi vì chúng ta nhát. Không có nghị lực, không dám ngăn ác đâu. Khi ý chí nghị lực của mình mà nó đủ rồi thì các bạn bước vào tu tập bắt đầu có hiệu quả. Các bạn lên một cái trường thiền, các bạn thấy những cái người đi học thiền 5 năm trời, mỗi một năm họ đi 3 khóa. Tính ra 5 năm là họ đi đến 15 khóa 10 ngày rồi, có những khóa 20 ngày. Mà các bạn thấy sau 5 năm hình như họ không tiến bộ. Thì các bạn mà tinh ý, các bạn sẽ nhận ra ngay. Sau 5 năm mà không tiến bộ, tức là họ học về niệm và định mà họ không tiến bộ, thì dứt khoát họ thiếu thằng này. Thiếu thằng chánh tinh tấn. Tôi xuống Phước Sơn, có những sư cô tu tập ở Phước Sơn 20 năm. Tôi ngồi nói chuyện một lúc, khoảng một tiếng, là tôi nhận ra ngay, à, sư cô tu 20 năm vẫn không tiến bộ, đến ngày tại sao? Vì ngồi nói chuyện với sư cô một lúc là sư cô kể chuyện lên thiên đi. Tức là bị cái bệnh nói nhiều. Sức khỏe thì yếu mà lại nói nhiều.
Nhưng mà ngày nào cũng lên ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ, tại sao không tiến bộ? Tôi biết ngay, họ không phát triển được niệm và định chỉ vì họ thiếu tinh tấn. Mấy tiếng đồng hồ không phải là tinh tấn đâu. Những người đó phải cho đi học võ, sức khỏe nó khỏe mạnh trở lại, thậm chí nó phải khỏe như trâu cơ. Ngồi thiền có tác dụng liền. Các bạn biết là ngày xưa Đức Phật đi ngồi thiền có kết quả vì sao? Vì Ngài là người giỏi võ nhất Ấn Độ. Các bạn cơ thể còn ốm đau bệnh tật, ngồi có khoảng 15 phút nửa tiếng nó ê ẩm khắp người rồi, đối với bạn ngồi thiền ngồi được đâu. Còn Đức Phật ngồi 6 năm trong rừng, gần như một ngày chỉ ăn có một hạt mè, dày trơ xương ra mà Ngài vẫn ngồi được, tức là sức khỏe của Ngài là vô địch thiên hạ. Nên cái chánh tinh tấn này rất quan trọng, rèn luyện sức khỏe nó cũng nghiêng về cái này này. Nên tôi rất khuyến khích các bạn chơi thể thao và tập võ nhiều vào. Rồi một ngày đẹp trời các bạn bước xuống ghế, đi một khóa 10 ngày, 20 ngày, các bạn thấy nó nhẹ tênh. Còn sức khỏe yếu không ngồi được đâu. Ngồi được. Lâu lâu cũng có người sức khỏe yếu ngồi được, thì do nghiệp lực, do ba la mật đời trước họ còn, thì cái đó tôi không nói. Rồi, niệm là một, chánh niệm là một cái năng lực quan sát đặc biệt. Chánh niệm là tâm quan sát. Trong tiến trình quan sát phân tích đúc kết chúng ta học ở chánh kiến một, thì tâm quan sát nó nằm ở đây. Tâm quan sát nằm ở chỗ này. Quan sát quay vào bên trong đó, nằm đây. Chúng ta quan sát quay vào bên trong để chúng ta lọc bớt được tham sân và si. Lọc bớt. Thì khởi điểm các bạn chỉ cần lọc ba loại tâm thôi. Tham, sân và sợ là các bạn lọc được. Còn si chưa lọc được đâu. Bạn nào luyện được tham, sân và sợ mà lọc được là đã ngon lắm rồi. Si từ từ mình tính nha, từ từ mình tính. Chánh niệm nhờ cái năng lực quan sát quay vào bên trong nên nó thấy lòng tham ở bên trong nó khởi sinh. Ở đây các bạn để ý này, lòng tham rất dễ khởi sinh này. Đối với bạn nam này, một cô gái đẹp ăn mặc hở hang đi ngang, trong lòng các bạn có khởi sinh lên tâm tham ái không? Có không? Nhắm mắt lại có nhận ra là lòng mình nó đang tham không? Đấy, bạn nào nhận ra là quan tâm đấy. Nhìn lát nữa bạn nào thật là đẹp nên đây ăn mặc hở hang một tí, thế là trong tâm các anh khởi lên tâm tham rồi. Rồi nhắm mắt lại nhìn lại cái tâm của mình đi, nhìn đi nhìn lại vài lần đấy, à tâm tham nó khởi sinh như thế, thế là nhận ra thôi, không khó đâu mà. Tâm sân khởi sinh như thế nào? Tâm sân khởi sinh này, từ nãy một cô rất là đẹp đi lên, xong cô đi xuống, xong một cô khác đi lên cao 1,5 m nặng 95 cân, giọng nói thì ồm ồm, hùng phi di động, lập tức tâm mình muốn đẩy ra, chê bai xuất hiện. Nhắm mắt lại nhìn tại sao mình lại coi thường họ, tại sao mình lại muốn đẩy họ ra. Nhìn lại cái tâm của mình là tâm sân đấy. Các bạn ngồi im, thật là im, rồi cơ thể nó bắt đầu nó mỏi mà nó đau, thì tâm gì bạn này? Tâm sân. Nó muốn hết đau. Ai chả thế? Các bạn ngồi bị nóng, các bạn muốn hết nóng không? Các bạn muốn đẩy cái nóng đi thì mới đổi chỗ, kiếm chỗ nào có quạt mà ngồi, hoặc là bật máy lạnh cho nó lạnh lên. Thì mình tập nhìn dần cái tâm của mình. Lát nữa chúng ta sẽ thực tập nhé, chúng ta sẽ nhìn cái tâm của mình ngay trong lớp. Thì tôi có tạo cảnh để cho các bạn nhìn tâm. Để có được chánh niệm thì các bạn phải có một chút năng lực của định, tức là năng lực của sự tập trung. Ví dụ các bạn nhắm mắt lại, các bạn đóng bớt lỗ tai lại, các bạn nhìn vô tâm của mình. Thì tâm là một loại đối tượng đặc biệt để các bạn nhìn vô nó. Thì nhiều người không nhìn được tâm, thì Đức Phật mới dùng một cái phương pháp đơn giản hơn là hãy nhìn thân trước khi nhìn tâm. Nhắm mắt lại nhìn hơi thở ngay cái đầu mũi nó chạy vào chạy ra là thân hay là tâm? Thân rồi, đầu mũi nó là thân rồi. Cái bụng của mình nó phồng xẹp là thân hay là tâm? Là thân. Nhìn được phồng xẹp hay nhìn được đầu mũi là thân. Mình nhìn được thân rồi, bắt đầu nhìn tiếp
sang cảm giác trên thân. Cái thân của mình nó thọ nhận những cái gì, một cái cơn gió nó thổi qua một cái, các bạn thấy mát mát, cái thân của mình nó thọ nhận cái cơn gió, mình có cảm nhận được cơn gió nó thổi không? Mình uống một ly ly nước, một cái ly nước trà nóng, nhắm mắt lại cầm ly nước trà lên thật chậm để vô môi, thấy cái nhiệt độ của nó, thấy cái vị ngọt ngọt đắng đắng chát chát của nó, cảm nhận được không? Thì cái đó là thọ, lúc này nó là thọ rồi. Còn mình nghe là thọ là cơ thể của mình nó thọ nhận khi mà mình xúc chạm với đối tượng, nó thọ nhận. Chúng ta gọi là quán cảm giác, quan sát cảm giác cũng được. Quán là chữ quan sát nhé, quán là chữ viết tắt của chữ quan sát. Các bạn lấy tay mà véo chính bản thân mình, lấy cái tay mà mình lấy véo chính bản thân mình, thì cái đau nó thuộc về thân hay nó thuộc về thọ? Thân hay thọ? Thọ. Cái cảm giác đau thuộc về thọ. Rồi khi mình thấy nó đau, rồi tâm của mình nó chống cự, nó bảo tại sao mày lại phải véo nó, buông ra đi đừng véo nữa. Trong đầu mình nó lầm bầm, nó chửi, nó chống cự, nó đẩy cái cơn đau ra. Các bạn nhìn thấy nó vùng vẫy, nó muốn đẩy cơn đau ra, là quán tâm. Lát các bạn thử bịt mũi nhịn thở nhé. Xì hết hơi ra, thở hết ra, xong nhịn thở lại. Khoảng 10 đến 15 giây sau, cơ thể của các bạn nó vùng vẫy, nó chống cự lại, nó bảo thở đi, thở đi. Thì lúc đó các bạn nhìn cái sự cái tâm của mình nó vùng vẫy, nó chống cự, là tâm sân đấy. Tâm sân đấy. Lát nữa mình sẽ thực hành, nó giúp chúng ta thanh lọc được những tâm bất thiện. Vì đầu tiên nó nhận diện được tâm bất thiện, nó mới thanh lọc được. Bước 1 là nhận diện để chấp nhận, và bước 2 nhận diện để chuyển hóa. Nhiệm vụ của chánh niệm đấy. Sang chánh định. Tâm của chúng ta nó có một cái hòn núi hàng nghìn đời nay rồi, chúng ta gọi là tham sân và si, một cái hòn núi rất to trong tâm mình. Bây giờ các bạn dùng một con dao để các bạn gọt cái hòn núi đó đi, biết chắc cái hòn núi này là tham sân si và lấy dao gọt nó ra, thì cái đó gọi là chánh niệm, gọt vứt nó đi. Nhưng thằng chánh định này này là nó không phải lấy con dao mà nó lấy cái cưa máy ra nó gọt. Con dao một ngày các bạn gọt được một ít, còn cái cưa máy một ngày nó gọt được mấy khối thôi. Và cái người nào mà chánh định nó càng mạnh, kết hợp với chánh niệm, thì không phải là cái cưa máy mà nó có thể dùng đại bác để nó bắn cái hòn núi được. Nhưng người ta gọi chánh định là năng lực của sự tập trung, năng lực của thần thông, năng lực của sự nhất tâm, tâm gom lại. Thần thông là một yếu tố rất bình thường nhé. Ánh sáng của chúng ta nó rộng 1 mét. Các bạn đặt vào đó một cái kính lúp, xong để dưới cái kính lúp đó một tờ giấy, lập tức tờ giấy cháy, đúng không? Vì nó gom ánh sáng ở 1 mét đó thành một điểm duy nhất. Tâm của chúng ta nó suy nghĩ hàng triệu triệu cái trong một giây. Ai mà gom hàng triệu cái suy nghĩ đó lại còn một điểm duy nhất thôi, thì lập tức thành tia laser, thành thần thông xuất hiện. Tâm của mình nó có năng lực kỳ diệu lắm các bạn. Nhưng vì chúng ta suy nghĩ miên man lung tung, nó không có gom tâm lại được thôi. Cái này trong đời sống nó gọi là năng lực của sự tập trung, focus, sự tập trung. Cái gì tập trung, cái đó phát triển. Có nhớ một quy luật đó, quy luật của sự tập trung. Thì cái này cách đây 2600 năm Đức Phật đã dạy chán. Thực chất là về định, nó có trước thời Đức Phật hàng nghìn năm. Thiền của yoga cũng có định trong đấy, nhưng mà thiếu niệm. Các bạn đi bộ từ đây cho đến Vũng Tàu mà đi đúng đường thì gọi là có niệm. Còn đi bằng xe hơi thì gọi là có định. Nhưng cái gì làm cho chúng ta đi đúng đường? Nhờ chánh niệm. Chánh niệm là nó gạt tham sân si, nó chỉ lựa đúng giới định tuệ nó giữ được.
thì nó đi đúng đường. Còn nó lấn tham sân si một hồi là nó rẽ vào quán nhậu, nó dừng luôn, nó đi nữa. Đúng là nó phải đi đến Vũng Tàu mới là đến đích thì thôi, nó rẽ vào ngay siêu thị nào đó, nó chui vô nó nhậu và nó tưởng tham sân si là đích đến rồi và nó ở đó luôn. Nên có xe hơi để đi Vũng Tàu, nhưng mà không có chánh niệm thì xe hơi vẫn đi nhầm đường. Mà hình dung giờ. Nhưng có chánh niệm mà không có xe hơi thì đi Vũng Tàu bằng đi bộ thì nó rất lâu. Đó, đó là lý do vì sao mà có cả hai yếu tố này thì tốt. Còn nếu phải mất thì vui lòng mất yếu tố này, giữ yếu tố này thôi. Trong kinh điển nhá, Đức Phật ghi rất rõ này, chánh niệm là vua của tu tập. Vua của tu tập là chánh niệm. Vua của rèn tâm của mình là chánh niệm, là vua. Còn sự hiểu biết tất cả từ trong lẫn ngoài, chánh kiến là vua. Các bạn bước ra cuộc đời, các bạn phải hiểu cuộc đời. Hiểu mình, hiểu người, hiểu đời, hiểu cái vũ trụ này nó vận hành như thế nào là chánh kiến. Nhưng xoay vào bên trong để sửa mình thì chánh niệm là vua. Thế này là vua. Nên các bạn nào mà đọc kinh điển mới thấy Đề Bà Đạt Đa đi giết Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa có 5 thần thông là đi mây về gió hơn để thêm nhiều. Mà tại sao vẫn giết Đức Phật? Là vì Đề Bà Đạt Đa là có năng lực của định nhưng thiếu năng lực của niệm. Định sinh thần thông, niệm nó không sinh ra thần thông, nhưng mà niệm nó sinh ra tham sân si biến mất, và từ đó giới định tuệ nó mới nở hoa được.